Bánh bò gọi bánh bò gỏi tre hả cô? Mềm mềm mại ha. Bánh bò này mà mình trộn với bánh tiêu ăn cũng ngon lắm cô ha. Cái xôi mà lá chuối này là cái gói đó là gói gì vậy chị? Bắp hầm hả chị? Dạ. Wow. Hầm trắng hả? Wow, đây bắp hầm quý vị. Nổ tiền, nổ tiền quá ơi. Phố Bùi Thái Ba xin thân ái kính chào toàn thể vị, chào mừng toàn thể vị mình đang quay trở lại với màn ảnh nhỏ toàn thực phố Bùi Thái Ba. Wow, và đây là đang trên cầu quý vị, cái dòng sông quê em quý vị. Lúc này thì cũng đã 7 giờ quý vị, cái nắng rất là rực rỡ. Đây quý vị, đây sẽ chỗ về con sông lớn quý vị. Mời quý vị đi tham quan cái ngôi chợ ở xã Nhân Mỹ. Mới qua đây lần đầu tiên chưa biết cái chợ nó nằm ở đâu nữa quý vị. Mày phải nhờ bên đây, Nguyên chị giúp quý vị. Này, chợ nằm phía đây quá. Mà chị có bán ngay phía cầu xuống quý vị. Rất là nhỏ gọn luôn, vừa. Cô bán đỡ không cô? Lúc này bán đỡ không cô? Dạ. Cô không nha. Bán đỡ không cô? Bán đông khách không? Dạ dạ dạ. Dạ. Đây thấy có cà na nữa quý vị. Wow, cà na ổi quý vị. Wow. Ở đây thì không biết là gửi xe ở đâu luôn quý vị. Đảo một vòng đến chỗ giữ xe thấy quý vị. Đây lòng chợ quý vị. Chợ em ngoài trời em mai sao em trắng về. Gửi xe đây hả? Rồi đảo lại đây cái quay lại liền quý vị. Cái bên có một cái công an hả? Tướng đâu đình nó đảo về quý vị. Đây cùng giới thiệu quý vị một cái view. Wow, quá xá view à. Đây là một con sông Hậu quý vị. Đây trước mặt quý vị thẳng về đó là qua Châu Thành. Bến đò Sơn Đốt là nằm phía trước mặt quý vị đó. Đây. Cái ngôi chợ này thì ngôi chợ gì em cũng chưa biết nữa quý vị. Chút xíu vô chỗ hỏi bà cô, chợ Mỹ Hòa hả em? Chợ Mỹ Hòa ha. Chợ Mỹ Hòa là cũng trùng ở dưới bên Long Xuyên mình cũng có cái chợ, cũng có phường Mỹ Hòa đó. Chợ Mương Điểm, chợ Mỹ Hòa. Chợ này cũng khá lớn thôi quý vị. Thấy có chỗ giữ xe là thấy cũng khá lớn á. Chợ nào mà có điểm giữ xe là thấy lớn á. Giữ xe cũng view xong quý vị. Đúng. Chợ để tham quan chút xíu quý vị. Còn chợ thì có nhiều hướng đi quý vị. Ba hướng đi, hướng đi chính giữa, hai hướng đi bên hông. Thôi thì mình đi thẳng vào đây đi quý vị. Thẳng vào cái hướng đi đầu tiên đi. Để mình bọc ra. Đây quý vị. Quý vị mình cùng tham quan một vòng chợ quý vị. Ở đây thì thấy vô là gặp sẽ gặp bán điểm bán bún quý vị, bún hủ tiếu.
Đây là bún cá quý vị. Và đông vui. Ở trong này bà con bán rất là đông, cặp vợ rồi. Dạ. Wow. Đây hay cô bán bánh bò chuối. Dạ. Con quay bánh bò đấy cô. Bánh bò này trắng phao luôn. Bánh bò này gọi là bánh bò gì mà? Dạ. Bánh bò gửi tre hả cô? Wow. Đó giờ con cũng mới ngang cái gì là nhiêu tiền cái cô? Cái bự thì 5.000, cái nhỏ thì 3 miếng 5.000. Wow, cái bự gì có 5.000 hả cô? Ồ, bán con cái gì cô? Con thử coi. Thử quỳ, mời quỳ thử coi. Bánh bò gọi là bánh bò gửi tre hả cô? Mềm mềm mại ha. Bánh bò này mà mình trộn với bánh tiêu ăn cũng ngon lắm cô ha. Còn bánh nhỏ là nhiêu cái cô? 3 bánh 5.000. Dạ, 3 bánh 5.000. Ông cũng vừa ăn á. Bột mềm. Mềm mại. Ồ, còn cái đó là cô chiên chuối là bán riêng hay gì cô? Dạ. Wow, chuối chiên cô ướp thấy cái thịt gọi là cái chuối nó bự quá. Cái bột ít nè, ăn đỡ ngán. Wow. Con đi cô ơi, cảm ơn cô. Con cùng đi vào phía trong xíu quý vị. Wow, ở đây thì thấy có khô mực nhiều quá quý vị. Đây là bán đồ quý vị. Wow, rất là rộng luôn. Dạ. Chú. Wow, chanh đây thấy rất là tươi luôn rồi. Chanh nhiêu ký hả cô? 5.000 ký hả cô? Toàn ơi, chanh bự gì mà có 5.000 à? Dạ. Lại quay đi. Cô cái này là cô trồng hay gì cô? À, trên nhà. Wow. Cô bán con ký luôn cô. Dạ. Quá xa rẻ, chanh chứ nào chứ nấy. Tươi tươi gì không mà 5.000 ký. 5.000 chú ơi, quá rẻ rồi. Quá rẻ thiệt luôn á. Dạ. Lỗ rồi. Lỗ vốn à. Vốn mà vốn là 5.000 đó, là giá mình bẻ ra mình bán 5.000 gì không có lời. Phải bán mới được. Nó ba chú 10.000. Chị mua 600 gram đi 3.000. 3.000 mặt ăn chỉnh luôn. Quá rẻ chú ơi, năm nay lỗ luôn à. Dạ, quá rẻ luôn. Dạ. Dạ. Này lỗ luôn. 5.000. Hôm nay đi chợ mua gì ở ngoài? Mua chanh đi. Mua chanh. Mua chanh đó cô. Thấy cái này cái đọt măng gì nè cô phải không cô? Măng. Măng. Wow. Măng này măng gì cô? Măng này măng gì? Măng xanh đó. Măng xanh gì không con? Măng cái... xanh đó. Dạ. Măng gì đó. Măng gì? Bạch tông gì đó không? Ừ. Là người ta gọi là hình như là che tàu hay gì đó. Ừ. Chú quay lên thêm đi cho là chỗ nào bán mắc rồi con đem chanh tôi bán thôi. Dạ. Không mà cô bán gì là có thể bỏ sỉ được luôn á. 5.000 ký rồi cơ. Quá rẻ luôn, có 5.000 ký à. Con đi cô ơi, cảm ơn cô. Dạ. Bữa hổm đi qua bên chợ bên phía bên kia bán gặp mấy bà cô bán 10.000 nói rẻ rồi bữa nay. Bữa nay mà cô bán lên 10.000. Anh chị ơi, em đi lạc đường rồi.
ra ngoài ngoài ơi. À, dạ. Trong đây là đụng vô cái sân khấu ở trong. Rạc đường rồi. Rạc đường. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Này phải có đứa cháu vậy dắt ngoài đi mới được. Cái này mình đi vô hay đi ra vậy? Đi vô ngoài. Nam Mô A Di Đà Phật. Em cảm ơn anh. Em dễ phải chào phụ mẫu. Quẹo phải, quẹo quẹo phải ra ngoài ơi. Phát tài phát lộc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Vô được đó khó đi lắm ngoại ơi. Ngoại mới đi vô cái đường trong đây hơi khó đi. Đổ tiền, đổ tiền ngoài ơi. Thường thường bà cụ có đi chợ này thường không cô? Dạ. À, con cũng như là nhìn thấy cũng hơi yếu. Dạ. Đi qua cái đi. Dạ. Bà ngoại. Bà ngoại. Ngoại quay ra ngoại. Ngoại không thấy ngoại quay vô. Dạ. Dắt. Dắt bà ngoại quay ra em. Dạ dẫn đứng lên quay ra, quay ngồi gan cái đường đi quay vô nữa. Không phải, dắt qua cho ngoại ngồi ngoại. Mọi ngồi ở đây ngoại sinh đó. Dẫn bà ra nữa đó, bà ra ngoại đi, bà không có chuyện vào đây. Quay vô ra bà ngoại. Ở bà ngoại đi sinh ở chợ Mỹ Hòa, chợ Nhân Mỹ. Thấy hoàn cảnh của ngoại thì thấy vô cùng khó khăn. Nãy giờ đi cũng nín thở, không dám nói cho mọi người.
Đây vừa ngoài quá. Gọi là không có thấy đường đó rồi. Dạ. Dạ, dạ cô. Không thấy đường thấy cũng khó. Đi ra ngoại ơi. Ngoại đi vô hả? Ngoại vô đây là hết rồi đó. Đây là cùng rồi đó. Ngoại đảo ra. Đi vô luôn hả? Vô cùng rồi đó. Đi bọc qua đường bển quá. Ngoại đi bọc qua đường bên đây nè. Đây đó. Dạ. Không có chịu hai cái mới đi, chịu đem ra cho. Wow, cái cây dù ơi. Cây dù mất cái giò rồi, không được rồi. Qua tí. Này thì bà con bán rau cải rất là nhiều rồi. Dạ. Ngoài mà thấy bà cụ này là thường là đi xin ở chợ này hả ngoài? Ừ, mà bà không thấy đường hay sao con? Không thấy đường. Dạ. Nè về ăn đi. Bà không thấy đường mới đi hoài vậy. Dạ. Mà bà nhà bà gần ở đây không? Nhà bà đâu không biết. Dạ. Các bữa bà đi lại đem bữa đây. Dạ. Không quý vị nào ở gần xã. Chỉ bà giờ bà không ngồi nữa đi hoài mà chứ bà đi. Dạ. Bà ngồi chỗ nào chỗ cũng dễ hơn nè. Dạ. 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 Đi không thấy đường rồi đi, nhiều khi đi không có đi, nhiều khi đi cái đụng cả té. Dạ. Mờ mờ mấy ha. Mờ mờ đi cũng không có rõ đâu. Này hẻ trong chợ miếng quà quá, bán rau cải. Thấy bà cụ đi xin thấy không thấy đường. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Đi thì hơi khó khăn nè. Em có thích đi vận động. Dạ. Món này lên đây không cô? Còn à dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Lấy tay lái qua phía bên tay phải ngoại ơi. Dạ dạ dạ, qua tay phải, tay trái cái dù. Ở qua tao phải không ơi, chưa có. Anh chị ơi, vô. Rồi ra đường này luôn ngoại ơi. Dạ. Cảm ơn anh chị. Dạ. Cảm ơn anh chị nhiều lắm, anh giới Phật cho phụ hộ độ gia đình anh chị phát tài phát lộc. Dạ anh chị nhớ lấy mần suy đặng lấy mần gặp được mày đi vô hả? Dạ đi ra ngoại. Rồi. Đi vô mà. Đi vô nãy mình mới đi vô rồi. Hả? Nãy mới đi vô rồi. Em đi vô mà. Ngoại đi vô nữa hả? Cho em đi vô nữa. Đi vô rồi, đi vô nữa. Mới đi vô chổng rồi, đi lại chỗ cũ nữa đó. Em đi đi vô cái nữa em đi vô. Rồi đi vô là đi xích ra ngoài chút xíu. Cái đường trong đây nó khó đi dữ lắm. Khổ lắm anh chị ơi. Dạ. Trong vòng khu chợ thì tổng quan thì cũng có. Đây là phía sau quý vị. Chợ Mỹ Hòa, xã Nhân Mỹ. Dạ, chào cô. Một ký gì là bao nhiêu tiền ký con? 10.000 mà bán quá trời. Vậy hả? Vậy để con tiếp con trái. Trái nhỏ đi con. Dạ. 10.000 một ký mà cô gọt cái mài gì là rất là đỏ. Quá trời. Vô chợ Mỹ Hòa là gặp liền luôn cô ha. Trái nhỏ thôi hả? Dạ, trái nhỏ thôi. Cô thấy là cô bán gần hết luôn mà ấy gì cô?
Dạ, dép gì là dữ dằn luôn á. Bán lớn nhất ở chợ Mỹ Hòa luôn nè. Một cái sạc dép nằm phía trong nè. Rồi con đi chú ơi. Dạ gõ rồi. Đây là phía trong quý vị. Phía trong mà chợ cá, chợ gạo. Bà con bán cũng rất là đông đúc á. Dạ. Mấy bà chị. Mấy bà chị bán cá lăng quá chị. Cá bự bự nè chị. Dạ. Wow. Cá lăng này về kho khóm ăn cũng dữ dằn quý vị. Đây chắc cá lóc đồng quá. Kìa bà hai. À. Kìa nó đi kìa. Nó bò đi rồi ngoại ơi. Ngoại ngoại quá. Ngoại còn có miếng cá gô nữa quý vị. Dạ. Không đi ngoại ơi. Chúc ngoại thật nhiều sức khỏe nha ngoại. Dạ. Ở đây là đi ra lại cái đường phía bên phía tay phải quý vị. Khi mà ở ngoài mình vô á, ngoài vô nó đi tay trái ra tay phải. Wow. Thì qua cái sạp dép và cái sạp áo thì cũng tới là bún nữa rồi vậy. Chị bán bún tường quá chị ha. Dạ cho em quay cái nha chị. Một bọc gì là nhiêu tiền bọc chị? Dạ chị bán em bọc bún tầm trương nha chị, mua về cho mẹ ăn đó. Mẹ ăn chay. Đây là bánh tầm thì chỉ có nhân tà hủ. Đúng rồi. Dạ. Wow, nhưng củ sắn nữa quý vị. Củ sắn với tà hủ. Đây là vào chợ là quý vị sẽ gặp ngay nha. Thế khi mà đầu vô phía tay phải. Mình quẹo vô xíu là gặp chỉ bán bánh và bán bánh tầm chay quý vị. Là chỉ bán bánh tầm chay thôi chứ không có bán mặn hả chị? Dạ, có luôn hả chị? Dạ. Chỉ bán là chai mặn đầy đủ luôn. Wow, có xôi nữa nè. Còn tiền không em? Hết hả? Nè. Ủa cái gói xôi mà lá chuối này là cái gói đó là gói gì vậy chị? Bắp hầm hả chị? Dạ. Yeah. Wow. Hầm trắng nữa. Wow, đây bắp hầm quý vị. Wow, bắp hầm. Mà chỉ gói vô cái lá chuối sẵn luôn. Chị dít mới dít hết nồi dẹp nồi thôi. Dạ. Vậy là chị làm xong nồi rồi mình để ra cho giải luôn hả chị ha? Dạ. Dạ. Yeah. Rồi em cảm ơn chị ơi. Chúc chị quán thật là đông khách nha. Dạ. Yeah. Ở đây thấy có bán chè nữa quý vị. Wow. Phía ngoài đây thấy có xề khoai mì của bà chị quá hấp dẫn. Chào chị. Wow, khoai mì mà thấy có hành trong đây nữa chị. Nước cốt quá hả? Trời ơi thơm kìa. Tàn ơi quá xá. Quá xá. Nhìn cái màu khoai mì. Đây như vậy là 5.000 mình bán không? Bán luôn hả? Dạ, 5, 10, 20 con ha. Chị cứ bán con 10.000 đi. Dạ, loại dẻo dẻo đi. Nó thơm á, làm như cái nước cô chan miếng cái nước gì lên á. Chắc ăn vô chắc nó có vị ấy quá. Cô cho con xin phép con bóc trong cái bọc rồi á. Con miếng con cảm nhận cái coi. Miếng nhỏ thôi. Dạ, wow, cảm ơn cô. Ừ, xin phép trải nghiệm một miếng khoai mì thấy bà cô bán quá ngon rồi. Ôi, cái nước hơi béo thơm thơm, sốt thôi còn. Mà sao mà cô gãi sao mà nó đều?
cô trộn hay sao cô? Dạ. Nấu chín thì mình gứ lên ha. Ừ. Dính lên. Quay tôi cái trời nữa, dạ. Quay thôi. Dạ dạ. Ngon thiệt luôn á, không mày ngon thiệt, ăn hết luôn quý vị, cô bán ngon thiệt. Trong chợ này thấy như có mình nên cái cháo khoai mì, cái dĩa của cô thấy hấp dẫn à. Wow. Đảo vào phía ngoài xíu vậy. Ngoài là bán rau củ. Rồi lại quay chanh đi. Dạ. Ra phía ngoài luôn quý vị. Đây là ra đầu chợ quý vị. Wow. Wow, thấy mình có bán đường thốt lốt nữa ha anh. Này ơi đã dữ à. Gì nè. Bọc gì là mình chia ra là nhiêu tiền bọc anh? 50 hả? Rồi, đường thốt lốt. Hình như anh ở 55 hả? 1 lít là bự, lít là khoảng chắc 3 lon quá. Đây là trái mây nữa quý vị. Anh ở đâu mình đi bán đây anh? Dạ. Chi Lăng mà anh đi qua đây bán. Anh quê ở Chi Lăng quý vị. Anh đi ra đây anh bán mấy cái đặc sản không á. Me nè, đường thốt lốt. Qua đường thốt lốt là cực kỳ luôn. 50.000 bịch chắc nửa ký quá. Đây. Rồi, và cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi ủng hộ cũng như là đồng hành cùng ẩm thực phố những trải nghiệm chợ quê. Thì hôm nay thì quay cái chợ quê tại Nhân Mỹ. Chợ quê Mỹ Hòa quý vị. Thì bà con đi rất là đông đúc. Vì thấy buôn bán được cũng rất là tấp nập. Rồi, và chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo nha. Hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho quý vị. Chào quý vị nha.